bản thiết kế công trình khu vui chơi đó là do tôi vẽ. Tôi không biết từ đâu mà công ty bọn họ có, rồi đem ra thi công. Rõ ràng bản vẽ đó là của tôi. Chuyện này là sao? Câu kết với đối tác chỉ là chiêu trò của tôi. Hôm đó chính họ đã chủ động tiếp cận tôi, mua chuộc tôi làm tay trong. Nhưng tôi không thể nào phụ Phương Hòa được, vì chính tổng giám đốc đã cho tôi cơ hội được quay lại với nghề. Và tôi cũng không muốn làm cho Hạnh buồn, nên tôi đã tương kế tụ kế, bày ra trò này, khiến đối thủ rơi vào cảnh bị thiệt hại còn nặng hơn. Chứ thật sự với tôi, Phương Hòa là ngôi nhà thứ hai của mình. Tôi một bậc trung thành với lại Phương Hòa. Anh Nam, em tin là anh không bao giờ làm chuyện có lỗi với công ty mà. Hạnh à, tình cảm anh đối với em là thật lòng. Anh xin lỗi vì thời gian qua đã làm cho em lo lắng. Bữa nay anh tới đây là có chuyện muốn nói với em. Làm vợ anh nha. Không được. Cậu làm cái gì vậy hả? Con chờ đợi ngày này lâu lắm rồi, tại sao con lại phải từ chối? Ba mẹ con đã lớn rồi, con biết chuyện nào đúng chuyện nào sai, ai tốt ai xấu. Ba mẹ đã vất vả vì con hơn 20 năm qua. Bây giờ ba mẹ còn phải suy nghĩ về chuyện của con nữa. Ba mẹ, hãy cho con tự quyết định cuộc đời còn lại của con. Không được. Mẹ không bao giờ cho phép hai đứa lấy nhau. Còn cậu, đừng mong bước chân vào nhà này nửa bước. Cậu là cái thá gì chứ, để mà đòi đeo chân hạc à? Cái thân bần hàn của cậu hoàn toàn không xứng đáng với con Hạnh. Mẹ, tình yêu không có chuyện xứng hay là không xứng, chỉ cần tình cảm thật lòng là được mà. Không lẽ vì chuyện mẹ không đến được với ba anh Nam, cho nên bây giờ mẹ mới ngăn cản con đến với ảnh? Giờ thì con đã hiểu vì sao ba anh Nam không chọn mẹ. Là vì tính độc tài và áp đặt của mẹ. Phương, anh Phương. Vì cuộc đời là niềm tin khát khao, vì cuộc đời còn gian khó thăng trầm, ta vươn cao đôi tay ta